xin kính chào quý vị và các bạn kênh minh hải miền đông chia sẻ và đọc những câu chuyện trong và ngoài nước hay nhất và ngày hôm nay tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện đầy nước mắt và đau xót trong gia đình của hai vợ chồng mong rằng quý vị và các bạn lắng nghe chia sẻ trước khi vào câu chuyện này tôi không quên gửi tới các bạn Cô chú anh chị gần xa Một lời chúc bình an, vui khỏe, may mắn trong cuộc sống Giờ đây kính mời quý vị Hãy lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này Thay vì tốn 15 ngàn mua thuốc Tây Hải liền ra đồng nhổ nắm lá cây dại này về giã nát cho vợ uống Để rồi hai tiếng sau đó Nhận về một cái kết không thể nào ngờ nổi hơn 10 năm kết hôn Có với nhau hai đứa con rồi Mà vợ chồng Linh vẫn tình cảm lắm Hải chiều và thương vợ lắm Mặc dù đi làm phụ hồ vất vả đến tối muộn mới về nhà Nhưng hễ cứ về đến nhà Hải lại thay vội bộ quần áo lao động bận thỉu Xuống bếp làm cơm với vợ Hơn 10 năm nay Lúc nào Hải cũng dành việc rửa bát giặt đồ với vợ Anh bảo bàn tay vợ mềm mại Đẹp thế kia anh không muốn hóa chất làm hỏng tay vợ. Được chồng thương là thế, linh hạnh phúc lắm. Tuy vợ chồng cô nghèo, vẫn chưa xây được nhà, chưa có tiền mua xe đẹp, nhưng chẳng bao giờ linh giàu lòng về chuyện đấy cả. Cô chỉ cần chồng yêu thương, con ngoan ngoãn thế là đủ rồi. Với cô, hạnh phúc đến từ những yêu thương chứ không phải là vật chất. Đó là lý do hơn 10 năm trước Linh từ chối những chàng trai nhà giàu Để cưới anh chàng phụ hồ như Hải Thương vợ Yêu con là thế Nhưng Hải lại mắc một tật xấu Đó là hà tiện quá mức Cả năm trời anh chẳng chịu sắm sửa gì Đồ mới cho vợ cả Hễ có tiền anh lại bảo vợ Mang người tiết kiệm Để mai này đủ tiền xây nhà Anh bảo vợ phải hà tiện Thì mới có nhà đẹp Mà ở chỗ người ta đỡ khinh Nghe lời chồng Linh không dám tiêu tiền Xài phúng phí Mà đã dành tiền lo việc lớn Thế rồi một hôm Linh ốm sốt Đi làm về thấy vợ nằm trên giường toát mổ khôi hột Sốt đùng đùng Hại sốt vợ lắm Thấy thế Anh liền xuống bếp nấu cho vợ bát cháo nóng Rồi bưng lên cho Linh ăn Người mệt Lại sốt cao Linh không nuốt nổi cháo nữa Cô bảo chồng chạy ra hiệu thuốc Tây, mua cho cô vĩ thuốc cảm về uống. Mọi lần ốm cô cứ uống thuốc cảm vào là đỡ, nhưng lần này thuốc ở nhà hết rồi. Thấy vợ bảo vậy, Hải âm ư ừ suy nghĩ một lát rồi đứng dậy mặc áo đi ra ngoài. Móc trong túi ra còn đúng, có 50 ngàn đồng. Giờ mua thuốc cho vợ mất 15 ngàn, anh xót quá, nhớ ngày trước ốm. Mẹ anh Toàn ra ngoài đồng lấy cây nhỏ nồi về giã ra rồi uống sau vài tiếng thì đỡ hẳn. Nghĩ ra cách giải cảm, hạ sốt từ thiên nhiên. Vừa hay vừa đỡ tốn tiền ấy. Hải quyết định không mua thuốc nữa mà cầm đèn pin ra ngoài đồng, soi nhổ nắm lá nhỏ nồi về giã cho vợ. Lần ra thử ruộng nhà ông Toán, thấy đám nhỏ nồi tốt và xanh, Hải liền nhỏ mang về luôn. Về nhà anh hì hục giã nó thật nhuyễn Rồi chắt lấy nước bưng lên cho vợ uống Thấy chồng đưa bát nước gì cho mình Linh ái ngại liền hỏi Thuốc cảm đâu mà anh lại đưa bát nước gì cho em uống vậy Lá nhọn nồi đó em Em uống đi cho nó nhanh khỏi bệnh Ngày trước anh ốm Mẹ toàn dã thứ này cho anh uống sau vài tiếng là đỡ hẳn Uống thuốc tây làm gì vừa tốn tiền lại lắm tác dụng phụ Thôi Vợ cô uống hết đi nhé Nước này khó uống một chút Nhưng tốt lắm đấy Nghe lời chồng Linh nhắm mắt cô uống hết bát nước lá nhỏ nổi ấy Rồi nằm xuống nghỉ Thấy vợ thiêu thiêu ngủ Hải xuống bếp làm cơm cho lũ trẻ ăn Nhưng sau khi cơm nước xong đâu đấy Hải vào phòng xem vợ như thế nào Thì anh tá hỏa Thấy mồm vợ sùi bọt mép Mắt trượt ngược lên Và quần quại trên người nhìn rất đau đớn vội ôm lấy vợ, Hải gào lên kêu cứu hàng xóm đưa vào bệnh viện, ngồi ngoài đợi vợ cấp cứu trong phòng. Mà Hải sợ quá, lẽ nào vợ sốt quá cao lên cơn co giật và thế này. 15 phút sau, bác sĩ đi ra vẻ mặt buồn rầu nói với Hải, là vợ anh đã mất vì ngộ độc thực phẩm nặng. Bác sĩ hỏi anh đã cho vợ ăn uống Đồ gì mà có độc tố cao như vậy Nghĩ lại từ tối đến giờ Ngoài vài thìa cháo trắng ra Vợ anh chỉ uống Nhọ nồi anh lấy ngoài đồng Lẽ nào Đưa vợ về nhà Hải khóc ngất đi vì vợ chết Hàng xóm ai nấy cũng sang chia sẻ buồn An ủi bố con Hải Nghe mọi người đồn Linh uống nước lá nhỏ nồi Hải lấy từ ruộng nhà ông Toán về Ông Toán vội vã chạy sang trợn mắt bảo Hải. "Hải ơi, sao mày lại dại thế, lấy cây nhọn nồi ở ruộng nhà tao về, chiều tối nay tao mới phun thuốc cỏ cực mạnh cho cỏ chết hết đỡ phải nhổ cỏ, thế mày lại dại dột lấy nó về cho vợ mày uống. Cái linh nó đi là vì nắm lá này đấy Hải à, sao mày không mua thuốc mà chủ quan đến như thế này?" "Hả? Anh mới phun thuốc cỏ ở ruộng đó sao? Trời ơi, anh giết em rồi." "Toán ơi, Biết nguyên nhân vợ chết là do uống nắm lá nhỏ nổi bị phun thuốc cỏ Hải ân hận lắm Cứ nghĩ lấy lá này về giã thì khỏi mất 15 ngàn mua thuốc cảm về nữa Ai tính kỳ bo Hà tiện tính toán không đâu của anh lại giết vợ như thế này Ôm lấy cô vợ tội nghiệp của mình Hải khóc lên khóc xuống còn hàng xóm vừa thương vừa giận hại Chỉ vì tiếc 15.000 đồng mua thuốc Nên gia đình anh mới chìm đắm trong nước mắt Và nỗi đau đến như thế này Ngày làm tang cho vợ Hải cứ ôm chặt linh cứu vợ không thôi Anh không muốn rời xa vợ Không muốn mất vợ Nhưng sự thật thì quá tàn nhẫn Đưa tang cho vợ xong Hải nghị quẫn chạy vội ra ruộng nhà Ông Toán nhổ nắm lá nhỏ nổi về uống tự tử Phát hiện ra Hải làm điều này dại dột ấy làng xóm vội ngăn cản anh lại và nói một câu khiến hải từ bỏ ý định tự tử theo vợ mà tiếp tục sống trong tội lỗi và ân hận vợ mày đã chết giờ mày cũng đòi chết nữa thì hai đứa con mày ra sao hở hại đúng dù thực tại thế nào anh cũng phải sống để nuôi hai đứa con nhỏ vì anh đã giết mẹ chúng nó giờ anh phải thay linh chăm con thật là tốt có lẽ đó là cách chuộc tội tốt nhất bây giờ đối với hải vâng thưa quý vị và các bạn một câu chuyện đầy cay đắng và xót xa cho người chồng như thế này tôi mong rằng mọi người lắng nghe để bình luận và chia sẻ tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại